À, các bạn thân mến, à, cho mình hỏi con máy này là kêu bằng máy gì à bạn ơi? Mitsubishi TL. Đúng rồi, Mitsubishi, khoan tắt máy chỗ nào? Đây hả? Đi. Tự động chạy à. Mitsubishi TL33 mới. Nó nổ tiếng nghe dễ thương quá. Không, ý là cái máy này mình để cái công dụng nó để làm cái món gì? Xới làm rau lá ghim. À. Xới làm rau lá ghim. Đâu? Cái dao này mình mới gắn hay là rim nó vậy? Rim nó còn nước sơn. Rồi thí dụ nó hư rồi có để thay không? Ôi, Việt Nam làm có mà đầy. À vậy hả? Đâu chạy coi. Hết ga chưa? Ôi, cái con này chắc máy làm cỏ quá. Nó làm cỏ, làm cỏ, làm rau, xới đất, xới đồ. Đã quá ha. Cái con này mình bán bao nhiêu tiền? À, thôi, khỏi nói. Để anh nói. À. À, rất là đã các bạn, thấy không? Mới y như thùng luôn. Cái bình xăng nè, đồ còn mới tinh nè, Mitsubishi nè. Như cái con này bao nhiêu mã lực? 1,5 nha. Đó các bạn thấy không, mới tin xà bin không? Đó. Đó. Còn cái con này á là cái bánh này nó chạy hay là cái kia? Bánh nó chạy. Là cái này để mình làm cái món gì đây? Vét rãnh đường nước. À, vét rãnh đường nước. Ở đây đâu có đường nước đâu vét. Hả? Ở đây đâu có đường nước đâu vét. Ở chỗ nào có nước mình vét. À. Chỗ nào có nước ông chủ. Chỗ nào có nước là mình vét. Ừ. Như vậy thì cái con này mình bán bao nhiêu tiền? À, thôi để anh nói. Con Mitsubishi TL33 luôn. Rồi. Nó đẹp quá, cũng phát rãnh đường nước luôn nè. Đó. À, khi mà mình chạy đi cái là tự động nó chạy. Không, ý là cái rãnh nó tạo ra cái rãnh đường nước. Cái này có thể chế cày xới gì được nữa không? Ok, chế làm cày mini. À, làm cày mini rồi được hả? Gắn lưỡi cày vô. Mình làm cái cày mini, cày rất là đẹp. À. Ồ, lạ hả? Này cái gì ta? Quay để xách đi. À, để mình xách đi. Còn này chỉnh qua lại được luôn hả? Được. À, đứng một bên vậy. Là đi với ruộng như kia. Ba nắp nè, 1, 2. À, ngộ ha. Nhìn hộp số. Quay cái hộp số nè. À, ở đây nó có một cái hộp số. Hộp số truyền động. Lạ hỉ. Đó, rất là đẹp nha bà con nha. Nếu mà các bạn nào mà muốn mua thì alo cho mình. Mình sẽ báo giá đây, con còn phát cỏ bàn nữa nè. Mới mang vô rẫy tép thử về. Hàng Nhật. Hàng OHV đàng hoàng nha. Đầu OHV nè, công nghệ mới đàng hoàng nè. Đó. Ê, cái con này là bán bao nhiêu vậy, nói giá luôn đi. Ôi cha, con này cái vàng dao nó đã quá ta. Nó còn mới tinh nè ha. Mà nó phát chúng đá đồ bể nhôm đi uổng quá. OHV. Hãng này của Nhật Bản nha. Là mình nổ nó tự hành hả? Đâu nổ được không? Không nổ được hả? À, mới về hả? Cái này chi ta? Nhắc khẩn cấp hả? Dừng khẩn cấp hả? Hay gì? À, này chạy. Cái này phát nè. Này đẩy lên. Đẩy lên chạy đúng không? Chạy thả ra là dừng. À. Đây số chạy, còn cái này là chạy dao. Bên này là chạy. À, này là chạy dao. À, bên này là ủa. Hồi nãy anh bóp một cái nó đứng luôn rồi. À, cái này là bóp chạy, cái kia chạy dao.
Rồi hiểu. Rồi, bạn nào muốn mua thì alo nha. Con kia giấu rồi chưa à? Con này giấu rồi chưa à? Giấu rồi.